ghi hình. Ghi ở đây là ghi trên hai hệ thống, vừa là UTM, vừa là ghi trên màn hình của thầy, để lát nữa thầy đưa đăng lên YouTube các em còn học lại. Các em cho vào nhóm Zalo đấy, để đến khi mà thầy muốn dạy bổ sung cho các em buổi tối đấy thì thầy thông báo với cả lớp nó nhanh hơn. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Ngoài những giờ mà lên trên lớp thì thầy muốn dạy bổ sung cho các em để cho chúng ta thi cuối kỳ cho tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài thứ hai. Tất cả các bạn mở phần Word này ra. Bài thứ hai hôm nay thầy dạy sâu hơn cho các em nhá. Rồi chúng ta chọn layout. Layout là chúng ta chọn cỡ cho thầy cỡ A4. Lề chúng ta chọn cho thầy như hôm trước thầy dạy. Chúng ta cho 2 cm. 2 cm. 2 cm. 1.5. Các bạn thấy là đây là cái gáy khâu chỉnh. Chúng ta thích để chỗ nào để như hôm trước thầy dạy rồi. Rồi hôm nay thầy dạy chúng ta là format văn bản. Đầu tiên thầy sẽ nói rõ cho chúng ta cách sử dụng tab trước đã. Hôm trước chúng ta đã dùng rồi để làm cái bảng, cái header phía trên. Thì hôm nay chúng ta lại làm tiếp. Làm tiếp với cái mục văn bản sâu hơn. Chẳng hạn bây giờ thầy muốn soạn thảo một cái bảng giá mặt hàng mà một người đi chợ mua về cho một cái nhóm thợ hay là một cái đơn vị ăn buổi trưa hay buổi tối gì đó, thì cô ấy sẽ soạn thảo cái bảng giá như sau. Giá thực phẩm, thực phẩm cho bữa ăn trưa chẳng hạn. Đó. Ship home và chúng ta cho về giữa đây. Rồi bây giờ các em chọn Ctrl mẹ left đưa về đầu. Đó. Bây giờ bảng thì nó không phải là một cái bảng chúng ta trình bày, mà hôm nay chúng ta sâu vào cái tab để chúng ta trình bày đơn vị nó dễ. Thế thì thầy chọn font Times New Roman với kích thước là 14 chẳng hạn. Đây, bây giờ thầy làm nhé. Ví dụ như là cô mua từ loại ngũ cốc, rau cỏ cho đến thịt. Thì cô ấy sẽ mua sau gạo. Đấy. Thế bây giờ thầy muốn trang trí như sau. Gạo số lượng bao nhiêu, đơn giá bao nhiêu. Thế thì ở đây thầy dùng con tab trái, thầy đặt vào chỗ này. Con tab phải, thầy đặt chỗ này. Nhá. Thế thì thầy ấn tab, thầy không cho chấm nữa. Vì cái chấm là trình bày ở cái giữa cái kiểu khác. Ở đây thì thầy chỉ ghi là theo một hàng ngang thôi. Thì thầy ấn tab cái, thì con tab nó nhảy ra chỗ giữa này. Tab nhảy ra giữa này. Thầy ghi như sau. Là gạo 5 kg. Cái tab thứ hai các em nhìn nhá, 5 kg thì cái số 5 này nó thẳng với cái mốc cái con tab xuống, tính từ trái qua chỗ này là 16.000 đồng hay 18.000 đồng thì nó lại tiến từ bên phải lại. Các em nhìn thấy là tab phải nó có nghĩa tiến từ bên phải quay về 18.000 đồng. Đó. Xong xuống dòng. Xuống dòng thầy vẫn để nguyên như thế, thầy ghi là khoai tây. Đấy, khoai tây 10 kg. Đúng không? Rồi giá tiền là 10.000 đồng một cân. Đấy, các em nhìn thấy trình bày nó thẳng tắp chưa? Thẳng tắp. Đấy. Mà chúng ta mà không dùng tab thì chúng ta khó, rất là khó trình bày. Rồi chúng ta ghi là khoai tây ở su hào chẳng hạn. Đó, chúng ta ghi là 5 kg. Giá 5.000 đồng. Thịt, lợn. Đó. 10 cân
120.000 đồng. Đó. Thế các em thấy là khi mà mình trình bày này, ta chỉ mỗi dùng ta thôi mà không cần bảng, thì các em nhìn thấy là nó trái thì nó tiến qua sang phải, còn tab phải thì nó tiến vào trong. Tương tự các em khám phá cho thầy tab giữa nhé. Cả lớp đã hiểu ý nghĩa của bài thầy dạy chưa nhỉ? Alo, không biết có ghi được màn hình không mà các em hiểu ý thầy chưa? Cả lớp alo các em hiểu chưa? Hiểu rồi nhá. Thế thì khi mà chúng ta muốn trình bày xuống dưới, chẳng hạn là lúc này chúng ta muốn nói là ký cái các thứ thì chúng ta sẽ xóa hết tab đi. Đó, xóa đi. Chúng ta sẽ chèn cho thầy một cái bảng như này: Hà Nội ngày tháng người đi mua chẳng hạn. Xong rồi các em cho border nó bằng không, thế là xong. Hiểu ý thầy chưa? Đó. Chúng ta ghi là Hà Nội chẳng hạn. Ngày mùng 3 tháng 3. Thì đấy. 2021. Đấy, rồi chúng ta ghi là gì nhỉ? Đầu bếp chẳng hạn, hay là ghi thế, đầu bếp, vân vân. Thế xong người ta cho cái này bằng không. Cho border bằng không, thế là xong. Thì chúng ta thấy là trình bày thế này thôi, nó cũng thẳng hàng mà không cần phải dùng bảng. Một cái tiến từ trái qua cái, khi mà gặp cái bài mà trình bày như này trong cái bài tập nhé, các em sẽ thực hiện cho thầy như vậy. Khi chúng ta đưa lên đây thì tab nó xuất hiện, nó xuất hiện theo dòng của nó, xuống đây thì nó hết, đúng không? Xuống đây nó hết vì thầy đã xóa đi rồi. Đó, đấy là nội dung thứ nhất thầy muốn dạy cho các em hôm nay. Nội dung thứ hai, hôm nay thầy sẽ trình bày cho chúng ta một cái nội dung quan trọng, đó là nội dung format văn bản và chèn tranh ảnh. Ok chưa các em? Nội dung này nhá, các em nhớ cho thầy nhá. Cả lớp. Các em chẳng thấy, không biết các em có nghe được không? Có à? Thế bạn nào có loa thì bạn cứ nói lên cho thầy yên tâm. Có những bạn là có khi lại vào rồi đi chơi cũng lên. Rồi, ok nhá. Xong, bây giờ thầy sang bài thứ hai. Bài thứ hai chúng ta cũng format đó. Ta vào layout, ta đặt cỡ cho thầy. Cỡ size A4, cỡ dọc rồi đúng không? Đó, cắt tầm. Nếu mà người ta bảo người ta không chú trọng về lề thì chúng ta thôi. Nếu đi thi mà người ta không nói lề của giấy thì chúng ta không vào đấy nữa. Nha. Ok, cỡ A4 rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ copy văn bản từ trên một trang web xuống. Và các em nhìn thấy là cái format văn bản, giả sử là một người gõ nội dung đi. Và chúng ta phải làm lại cái việc đó. Ta phải làm sao cho nó đúng với kích thước của tờ giấy để... Nha. Các em nhìn thấy này, trên văn bản của chúng ta là văn bản mà chúng ta nhận được của một khách hàng. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ format sao cho để có thể in được.
Thì các em nhìn thấy là ở đây là chúng ta thấy là font chữ là Noto Siri. Đó. Mỗi một cái đoạn này người ta gọi là một đoạn văn được súng dòng bởi dấu Enter. Đó, dấu Enter. Thế thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là format sao cho nó trở về một phông Tham New Roman toàn bộ tài liệu. Ví dụ thầy cứ tạo ra trong đây phải nhiều trang như thế. Thế việc việc của chúng ta là phải làm theo yêu cầu. À, từ đây thầy cũng cho thêm một vài cái tiêu đề, một vài cái tiêu đề nó nằm ở các chỗ vị trí khác nhau. Đó. Ở chỗ này chẳng hạn nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các em nhìn thấy cái mũi tên nằm ở phía dưới này. Ở đây là các kiểu style. Style là các kiểu mà người ta đã định nghĩa ở trong văn bản. Nhưng mà chúng ta phải làm theo ý của chúng ta, vì bản này dành cho riêng toàn thế giới. Đó, chúng ta nhấp vào đây. Thì ở đây có một bảng danh sách các style được hiện ra, gồm có kiểu bình thường, kiểu không khoảng cách, kiểu heading, tiêu đề lớn, tiêu đề 1, tiêu đề 3. Title là cái gọi là tựa đề, subtitle, tựa đề con, vân vân. Emphasis, nhấn mạnh, strong là chữ đậm, rồi vân vân nữa. Đấy, thì các em nhìn thấy ở đây book title vân vân. Thế thì chúng ta sẽ thấy một cái nút ở chỗ này, chính là cái nút tạo mới. Chúng ta tạo new style. New style ở đây chúng ta sẽ ghi cho thầy là nội dung nhá. Chúng ta ghi là nội dung hay là content cũng được, nếu các bạn nào tiếng Anh thì viết, nhưng mà ghi nội dung của cái cuốn sách mà chúng ta muốn trình bày. Thì khi ta đặt tên như thế, còn kiểu là paragraph là kiểu văn bản, còn ở đây chúng ta chọn là no style. Còn các bạn mà chọn cái kiểu style khác nhá, thì khi sửa cái khác nó ảnh hưởng đến, vậy chúng ta phải chọn là no style. Ở đây chúng ta cho Times New Roman kích thước là 13, màu là màu đen. Chọn nút Automatic Update là tự động cập nhật. Rồi Format, thầy chọn Paragraph giống như trên để thầy tạo tiếp. Các em nhìn thấy văn bản chúng ta là được bằng phẳng ở bên trái. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta Format đây là 1.4. PT là Point. Khoảng cách của các đoạn văn là thầy cho là bằng 7 PT. Trên này cũng 7 VT. À, cho 4 đi. 4 PT và 7 VT và 4 tiếp. Có nghĩa là gì? Từ cái cơ quan y tế này cho đến cái này, đây là cái đoạn văn này nhá, thì nó sẽ cách cái đoạn văn người Hồng Kông ở trên và đoạn văn giới chức đặc khu ở phía dưới. Trên dưới đều là 4 PT. Rồi tiếp theo thầy chọn alignment là đây là đang căn trái, bây giờ thầy chọn căn đều hai bên. Justify. Đấy, body text nhá. Rồi. Bây giờ thầy sẽ chọn là hàng dòng đầu tiên của đoạn văn thụt vào 0.6 cm. Và bây giờ thầy nhấp ok. Ok. Rồi bây giờ nội dung của thầy nhá, là chỗ này bây giờ thầy sẽ phải tìm từng đoạn một. Đấy, xong đó chúng ta nhấp vào nội dung. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là nội dung của chúng ta là bằng ở đây. Đó là xuất hiện ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem modify nội dung một lần nữa cho thầy. Đấy. No style modify nhá. Nhấp cái bên này ra. Rồi, nhìn thấy ở đây này. Nó mà áp dụng sai thì chúng ta nhấp nó lên như thế. Rồi, chúng ta cho đến đây 1.6. Ok. Đấy.
chúng ta nhìn thấy là đây là đơn nhất nội dung. Đó. Thế mà chúng ta muốn nó khoảng cách xa hơn nữa, chúng ta lại nhấp vào đây. Chúng ta xem là 1.4 chưa ổn lắm đúng không? Cho lên level 1. 1.4 đó. 1.4 nó hơi dài tí một tí, bây giờ mình cho modify sửa lại một tí nữa nhá. Nó thụt rồi, đúng rồi, thụt đúng rồi. Bây giờ thầy cho 1.6 đi. Đó. Rồi tất cả chỗ này cũng thế. Xuống đây là cho nội, áp dụng nội dung luôn. Nó cỡ là 17. Bây giờ nó đã được áp dụng xuống. Các em nhìn thấy là hai bên đều căn đều, bên phải, bên trái đều thuộc đầu dòng, vì áp dụng style có tên nội dung. Tất cả chỗ này thì đăng kích thước 13 của phông khác. Ta chuyển xuống dưới này, ta chọn hết cả trang, chọn hết tất cả các đoạn văn mà giống nó đều là nội dung. Chúng ta đã áp dụng đây. Đó, thì các em nhìn thấy là tất cả các đoạn văn trong văn bản đã được trình bày lại như thế này. Giờ chúng ta modify cho thưa ra một chút nữa bằng cách ấn vào nút giãn. Đó. Giãn quá đúng không? Rồi chúng ta xem lại nhé, modify một lần nữa. Đấy, ta có thể nhìn được nó. Double 1.7 đi. 1.4 nhưng mà đừng ghi cái gì nhé. Đó, được vào 1.4. Thì chúng ta nhìn thấy là tất cả này đều được format đúng như một font chữ và nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ thầy sẽ format tiêu đề, tạo tiêu đề. Chúng ta ghi là tiêu đề. Đó, cho này nhá, đậm nhá. Màu chữ thầy cho màu xanh. Rồi format thầy cho vấn đề như vậy, thầy để bên trái left. Rồi format left bên trái nha. Quảng cái thụt đầu dòng ra, quảng cái thụt đầu dòng ra là không có cái gì. Đó. Tiếp theo này, bây giờ thầy cho cỡ 14. Rồi font chữ khác, Arial 10B. Đó, ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa lên tiêu đề đây. Tiêu đề đó, lập tức nó có này. Còn cái này chúng ta cũng cho tiêu đề như thế nhá. Tiêu đề ở cái này là có gạch chân. Gạch chân này là ở format U. Đó, chúng ta nhấp nó ra. Đó, thì chúng ta sẽ không cho gạch chân nữa. Rồi chúng ta modify tiêu đề. Nào chúng ta xem có gạch chân ở đây không. Rồi. Line and break. Không có. Không có. Vậy chúng ta tính là nó ở chỗ này. Chúng ta không có cái gì. Đó. Rồi ví dụ chúng ta muốn cho chỗ này là tiêu đề. Đấy. Đúng không? Thế thì muốn làm một cuốn sách thì chúng ta sau này nhiều bạn làm trong văn phòng ấy. Các bạn phải làm nhiều. Thì cho nên là các bạn mà không áp dụng cái format theo theo cái bảng này thì các bạn làm không biết biết đến bao giờ cho xong. Đó. Ví dụ như chỗ này nhé, thầy muốn trở thành tiêu đề. Đó. Đó. Đúng không? Tự nhiên nó hành động luôn.
Bây giờ mà chúng ta đổi font chữ khác vì là font chữ này là không có chân. Nhưng Times New Roman thì các em nhìn thấy là có chân chữ, còn cái này không có. Bây giờ thầy lại đổi tiêu đề thành một font khác. Rồi bây giờ thầy đổi một loại font chữ khác. Đấy, thì các em thấy lập tức nó thay đổi cho chúng ta. Trong các em có nhiều font chữ, các em thấy nó sẽ thay đổi chúng ta nhé. Copperbacks đấy, thì tất cả những cái font chữ đã được áp dụng nó đều được hiện lên đây. Chỗ nào có nó làm luôn. Vậy một cuốn sách có 1000 trang, sau khi các em format lần đầu rồi thấy chưa ổn, các em sửa. Chỉ cần sửa đúng cái chỗ đấy thì tất cả nó sẽ hành động tất. Và các em không cần phải làm lần lượt từng cái dò một trong ấy nữa. Nó hay bị quên mà hay bị nhầm. Lúc đấy thì các bạn sẽ in ra mà cho nhà xuất bản người ta in, người ta sẽ làm hỏng cuốn sách của chúng ta. Chúng ta làm hỏng cuốn sách và họ chỉ biết in thôi. Cả lớp hiểu ý này chưa? Cho nên là việc format rất quan trọng nhá. Rồi, đấy là format nội dung. Còn tiếp theo là format bullet. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái thứ ba. Format bullet, chúng ta ghi chỗ này cho thầy. Rồi, chúng ta dựa trên nội dung để cho nó vừa khoảng cách, nhưng mà chúng ta không dựa trên nội dung nữa, chúng ta dựa trên là no style cho thầy. Times New Roman vẫn như thế, nhưng format các em sử dụng cho thầy tab nhá. Sử dụng cho thầy tab thì tab thì tính sau, rồi sử dụng tab về sau. Đấy, các em sẽ sử dụng cho thầy number. Đấy, bây giờ thầy chọn với một cái kiểu 123. Ok nhá. Bây giờ cả lớp nhìn nhá. Thế thì bây giờ thầy muốn áp dụng một chỗ nào thì 123. Con trỏ của thầy đặt ở đâu nó sẽ theo đấy. Đó, đến đây. Các em nhìn thấy không? Nó sẽ đi theo 123. Bullet 123. Rồi bây giờ thầy đổi modify, thầy chọn format bullet numbering khác là ABC. Lập tức ở đây ABC. Các lớp hiểu ý thầy chưa? Alo các em. Nếu chỗ này chúng ta lại vào bullet tiếp thì nó là DEF. Nhưng bây giờ thầy lại muốn chỗ này 123 thì các em phải chọn chỗ insert, chọn chỗ home nhé. Rồi các em phải chọn chỗ này cho thầy một cái nữa. Là chúng ta tiếp tục số hay không, hay là set từ chỗ nào. Đó. Ví dụ như chúng ta tiếp tục số thì nó sẽ là DEF, tức là đánh theo vần, hoặc là một số thì 1 2 4 5 6 7 8. Nhưng chúng ta lại tiếp tục là reset từ A thì nó lại là từ ABC. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Nha, đã hiểu ý chưa? Rồi, thế bây giờ các em thấy này, nếu như mà thầy không sử dụng, thầy bảo là continue number thì nó sẽ lại giống là trả như này. Thế nhiều bạn rất loay hoay ở chỗ là trên mình đánh số nhưng tiếp tục dưới mình nó lại đánh số một cái mục khác, thì nó làm cho mình bị lẫn lộn hết tất cả các vị trí. Chính vì vậy thì chúng ta phải gì? Phải tiếp tục từ A. Đó. Ok chưa các em? Rồi nhá, bây giờ thầy sẽ chèn ảnh. Để chèn ảnh ra một trang giấy, chúng ta vào insert, chọn picture cho thầy. Desktop.
ví dụ như này nhé. Đây thì các em nhìn thấy là ở đây có phần co lại đó. Thì chúng ta nhìn thấy này, đặt đặt vào đây nhá, nhìn thấy này, ở đây có các vị trí chèn khác nhau, các em chọn simo cho thầy nhá, lên dưới đây. Thế thì nó chúng ta thấy này, khi mà thầy chọn square thì các em nhìn thấy là chữ nó chạy, nó chạy sang hai bên tạo thành hình vuông. Mà khi mà chúng ta chọn chọn inline thì nó sẽ đẩy các dòng lên trên và đẩy các dòng xuống dưới, nó không chạy bên nữa. Mà việc của chúng ta là phải gì chọn take quad, chọn square, hoặc các em thấy những phần khác bottom em top and bottom là trên và dưới, nó cũng giống gần giống như này. Còn chỗ này là chữ chữ nó chèn lên trên chấp ảnh à, thì là bị mất ảnh. Các lớp hiểu chưa? À, chính vì thế cho nên là chúng ta lựa chọn chọn là square. Còn chỗ này là khoảng cách, chỗ bottom top nhá, top là khoảng cách từ trên xuống dưới bao nhiêu cm chẳng hạn. Thì chúng ta nhìn thấy là sau khi đây đến đây thì chúng ta lại thấy là chúng ta điều chỉnh cái dưới. Đây. Tất cả hai mặt nhá. Both side là cả hai mặt. Left only là chỉ bên trái, chỉ bên phải và rộng hơn. Bây giờ đỉnh thầy cho lên 0,5 cm, bottom cũng thế 0,4 đấy. Thì các em nhìn thấy là chữ nó giãn lên trên, đấy, dịch lên trên xa cái bức tranh à, xa là xa hơn. Cả lớp thấy không? Các em có nhìn thấy xa hơn không? Đấy. Còn chúng ta chọn như này, chúng ta lại chọn là ít thôi đó. Và bên phải cũng tăng lên 4 thì bên phải được dịch ra đó. Đó, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã làm được đúng không? Đây là làm mờ bức tranh này, mờ nét có bóng này đó. Đây là các vị trí rồi khung này vân vân, các em thích áp dụng cái gì vào các em áp dụng hình elip này. Đó. Nhìn thấy chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ các em sẽ làm bài tập cho thầy để thảo ngay cái phần này nhá. Thầy gửi văn bản bài tập cho các em, còn cái bài này các em sẽ làm y xì ở trên một cái trang nào đó trên báo Dân Trí cho thầy. Cả lớp nhớ chưa? Nếu mà copy đúng nội dung thì càng tốt. Alo. Chúng ta làm luôn vì thầy dạy nhiều thì sợ các em lại quên. À, chúng ta làm luôn và thầy đẩy lên mạng luôn cái bài tập nhá. Rồi bây giờ cái bài các em gửi cho thầy thì thầy đã chấm dần và thầy chưa phản hồi đủ thì thầy sẽ gửi lại sau. Đấy, các em không lo, đợi thầy copy cái bài tập Word cho các em. Các em làm theo thầy nhá, làm theo cái bài mẫu và làm cho thầy cái bài báo giá thực đơn nhá, khoai tây su hào các thứ để học tập cái tác nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ gửi bài tập cho các em. Các em rồi, link của bài tập nhá, các em nhìn phía dưới cái cửa sổ chat, các em copy ra. Đây là bài tập ứng dụng. Các em làm tất cả những bài ở phần 1 và 2. Còn phần này các em làm kỹ cho thầy. Bởi vì ở ngoài họ không dạy trực tiếp dạy sâu này đâu. Họ chỉ làm trực tiếp bằng menu home này thôi. Với những văn bản ngắn thì họ làm như thế. Nhưng sau này các em làm luận văn rồi làm các báo cáo dài thì các em phải sử dụng là dưới dạng style đặt vào trong một cái khuôn. Đấy, đặt trong khuôn và xếp chồng lên đây. Mỗi một style thì các em sẽ sử dụng nó cho mỗi một đoạn văn khác nhau, theo từng nghĩa khác nhau. Đó. Các em nhớ nhá. Alo. Rồi thầy dừng tạm lời bài ở đây, tí nữa chúng ta lại học tiếp. Bây giờ thầy
thầy sẽ ghi hình lại và stop hình lại để đưa lên trên YouTube các em học lại cho thầy.